Xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Ca sĩ Mai Hương của ban tiếng tờ đồng qua đời ở tuổi 79. Bệnh nhân Covid-19 tại California nhập viện tăng hơn gấp 3 lần trong một tháng. Tổng thống Trump, tố FBI và Bộ Tư pháp gian lận bầu cử. Ông Biden lần đầu tiên nhận báo cáo dành cho Tổng thống cựu tổng biên tập báo đảng bên Nguyễn Đức Chung trong vụ bị tâm thần. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Mai Hương, gương mặt quen thuộc của ca nhạc miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cũng như tại hải ngoại, vừa qua đời lúc 2 giờ 50 phút chiều ngày 29 tháng 11 năm 2020 tại nhà riêng ở thành phố Irvine, miền Nam California. Ông Trương Dục là chồng của ca sĩ Mai Hương, xác nhận tin này với nhật báo Người Việt và cho biết nhà tôi mất trước khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 79. Theo lời của ông Trương Dục thì ca sĩ Mai Hương, tên thật là Phạm Thị Mai Hương, sinh ngày 8 tháng 12 năm 1941 tại Đà Nẵng. Ca sĩ Mai Hương được giới mộ điệu ghi nhận là ca sĩ nổi tiếng thành công với nhiều nhạc phẩm tiền chiến. Theo trang Wikipedia thì ca sĩ Mai Hương xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ, cha mẹ của cô là ông Phạm Đình Sĩ và bà Kiều Hạnh là hai tên tuổi lớn trong giới sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở Sài Gòn trước năm 1975. Thời thơ ấu của cô Mai Hương sống ở nhiều nơi, nhiều Huế, ở miền Bắc Hà Nội. Cô theo học các trường công giáo, tiểu học Thánh Linh và trung học Nguyễn Ba Tòng. Đến năm 1952, cô Mai Hương cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn. Ca sĩ Mai Hương tỏ ra có năng khiếu sớm và đến với âm nhạc khi còn trẻ. Năm 1953, cô tham dự cuộc tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh Pháp Á tại rạp Norodom. Sau khi phần việc ngữ của đài này ngưng hoạt động, thì cô Mai Hương sang cộng tác với chương trình Nhi đồng của nữ ca sĩ Minh Trang trên đài phát thanh Sài Gòn, lúc đó được gọi là đài phát thanh quốc gia. Song song với các chương trình cộng tác ở Thiếu Nhi, thì cô Mai Hương theo học trường quốc gia âm nhạc khoảng 3 năm. Ở đây, Cô đã học vĩ cầm, ký âm pháp, đàn tranh và hợp xướng. Sau đó thì vì bận thi tú tài nên cô phải bỏ dở. Vẫn theo trang này cho biết là trước năm 1975, nữ ca sĩ Mai Hương là một giọng ca nổi tiếng. Cô ít xuất hiện trước khán giả. Tên tuổi của cô được biết đến nhiều với các chương trình truyền thanh, truyền hình. Ngoài đài phát thanh Pháp Á, tại phát thanh Sài Gòn, cô Mai Hương còn hát trên đài quân đội, đài tiếng nói tự do cùng trên đài truyền hình Việt Nam. Nữ ca sĩ Mai Hương đã cộng tác với hầu hết những chương trình ca nhạc nổi tiếng vào thời điểm đó với các trưởng ban như Nghiêm Phú Phi, Nguyễn Quý Lãm, Võ Đức Tuyết, Y Vân, Hoàng Trọng, Vũ Thành. Cô Mai Hương còn đảm nhiệm cả phần đọc truyện và làm phát thanh viên. Và cũng nhân đây, xin cầu chúc cho linh hồn của nữ ca sĩ Mai Hương sẽ sớm về với Chúa. Quay sang phần tin khác, Thưa quý vị, tiểu bang California ghi nhận chỉ trong vòng một tháng, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng hơn gấp 3 lần, lập kỷ lục tính từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 3. Các báo cáo ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 cho thấy California ghi nhận 7.415 bệnh nhân nhập viện chỉ một tháng trước đây, 28 tháng 10, còn số này chỉ là 2.185. Số người nhập viện cao nhất trước đây được ghi nhận hồi tháng 7 là 7.710 người khu vực Los Angeles County là địa hạt có số bệnh nhân nhập viện cao nhất hiện nay với 2.185 người, kỷ lục hồi tháng 7 là 2.232 ca. Chưa hết, con số tử vong cũng đang gia tăng. Tại Olay, thì mỗi ngày có 30 người chết vì Covid-19, tăng gấp 3 lần so với thời gian bầu cử hồi đầu tháng 11, cách đây hơn 3 tuần. Tính toàn tiểu bang, hàng này có tổng cộng là 75 người chết so với 40 là hồi giữa tháng 11. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Cục Liên bang là FBI và Bộ Tư pháp cũng nằm trong âm mưu gian lận bầu cử trong buổi phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News vào hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 11. Hoàn toàn gian lận, đó là lời của Tổng thống Trump nói với bà Maria Bartiromo, người dẫn chương trình truyền hình của đài Fox News. Tổng thống Trump lại đưa ra một cáo buộc mới khác mà vẫn không uh, trưng bằng chứng về hai cơ quan vô cùng quan trọng đối với nền an ninh quốc gia, dù vậy, thì Tổng thống nói liên tục về hai cơ quan này hoàn toàn mất tích trong việc điều tra những cáo buộc gian lận bầu cử của ông. Trong khi đó, thì hai lãnh đạo của các cơ quan trên đều được chính Tổng thống Donald Trump chọn và đề cử. Quay sang một tin khác, thì các thứ vị Tổng thống đắc cử ông Joe Biden sẽ nhận báo cáo thường nhật dành cho Tổng thống lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 11, trong đó bao gồm cả thông tin từ các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ trong một thông báo ngắn gọn được công bố vào hôm 29 tháng 11, văn phòng của ông Biden cho biết, sau khi nhận báo cáo từ cơ quan tình báo, ông Biden sẽ tiếp tục gặp mặt các cố vấn. Nhật báo thường nhật cho hay là tổng thống Trump sẽ được cập nhật về các nguy cơ và thông tin tình báo mới từ cộng đồng tình báo Mỹ hồi đầu tháng 11, thì cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ đã bắt đầu kích hoạt quá trình chuyển giao chính thức cho đội ngũ của ông Biden. Trong khi đó, thì đương kim tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục quá trình thách thức kết quả bầu cử với chiến thắng nghiêng về phía ông Biden. Bác sĩ Deborah Briggs, điều phối viên của đội chuyên trách về virus corona của tờ Bạch Úc, cho biết là bà hy vọng có thể báo cáo về tình hình dịch bệnh cho ông Joe Biden trong ngày 30 tháng 11. Vị bác sĩ cho biết, chính quyền liên bang trong 9 tháng vừa qua đã thu thập số liệu chi tiết để tìm kiếm và chỉ đoán quy mô của dịch bệnh. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong việc định hình các nỗ lực ứng phó của chính phủ. Theo bà Briggs, thì các số liệu này cho thấy nỗi lo về nguy cơ ca nhiễm tiếp tục tăng trên toàn quốc vì kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Trong khi đó, thì hôm 29 tháng 11, thì ông Nguyễn Như Phong, thì cựu đại tá công an cũng là tổng biên tập báo năng lượng mới của Cộng sản Việt Nam tiếp tục đăng bài biện hộ cho ông Nguyễn Đức Chung là cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang bị tạm giam với các cáo buộc là chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam. Ông Phong từng bị cách chức và thu thẻ nhà báo hồi tháng 11 năm 2016 vì để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí. Hôm 27 tháng 11, thì một bản tin về ông Trung đăng trên báo riêng khiến công luận bàn tán vì cho biết ông này có tiền sử bị bệnh tâm thần. Và đây là yếu tố giúp ông được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi ra tòa. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, chi tiết kia tranh cãi này được tờ báo đổi thành bệnh ung thư. Tuy vậy, trang web độc báo.vn đã đăng lại bài ban đầu của báo riêng là bị cư dân mạng chụp màn hình chia sẻ trên trang mạng xã hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.